thuốc điều trị viêm gan do virus. Rồi trước khi mà mình vô các nhóm thuốc thì cô cũng sẽ nói sơ cho các bạn về sinh lý bệnh ở gan, được ha? Nói về giải phẫu, về một số bệnh viêm gan, viêm gan do virus là do những cái loại virus gì, được chưa? Rồi nói sơ thôi ha, lần này không nói kỹ và thuốc cũng chỉ học sơ sơ vài cái, coi như là bài viêm gan cũng có học, được chưa? Rồi giờ mình nói một chút về, nhắc lại một chút về cấu tạo của gan. Thì các bạn thấy cái gan gần như là cái tạng lớn nhất ở trong cơ thể nha. Ta gan nó nằm ở dưới, nó nằm ở trong ổ bụng, đúng không ha? Nằm ở trong ổ bụng, nó gần như là cái tạng lớn nhất của cơ thể rồi. Và cái điều đặc biệt ở gan mà cô muốn nhấn mạnh với các bạn nữa, bạn nhớ dùng cho cô nha. Nếu như các cơ quan khác ở trong cơ thể của mình á, ví dụ như là thận này, lách này, rồi não, tim, vân vân ha. Ha, thì các bạn thấy là các cơ quan khác, giờ các bạn cứ nhớ cho cô là các cơ quan khác ở trong cơ thể á, thì phần lớn nhận máu trực tiếp là từ đâu các bạn? Các cơ quan ví dụ như giờ mình nói thận đi, nó sẽ nhận máu trực tiếp từ đâu? Từ tim, nhớ nha. Chỉ có duy nhất một mình cái gan của mình nó lại nhận máu từ hai nơi. Ngoài cái việc mà nó nhận máu từ tim thông qua động mạch gan, được chưa? Nhận máu từ tim thông qua động mạch gan. Ở đây thì không rõ lắm, cái hình này thì không rõ lắm cái động mạch gan, những cái phần màu đỏ đỏ này này các bạn này, đi từ cái cung động mạch chủ này. Cái này cái màu đỏ lớn là cung động mạch chủ này, tách ra cái nhánh nhỏ này, cái động mạch gan. Thì nó còn có một cái vị trí mà nó có thể nhận máu nữa, đó chính là nó nhận máu thông qua cái gì các bạn? Tĩnh mạch cửa. Mà cái tĩnh mạch cửa này là dồn máu từ đâu? Từ ruột ở bên dưới, từ các mao mạch ở bên dưới ha. Đây thì dạ dày từ ruột nè, được chưa? Các bạn nhớ nó đi vào cái tĩnh mạch cửa rồi nó đổ về về gan. Như vậy là nhớ dùng cho cô, gan là một cái tạng đặc biệt. Tạng đặc biệt là sao? Tạng đặc biệt đầu tiên là các bạn thấy nó có kích thước là gần là tạng lớn nhất của cơ thể. Điều đặc biệt thứ hai là nó nhận máu từ hai nơi, nó chỉ nhận máu khoảng 20% là từ tim thôi à, chứ còn 80% là nó nhận máu từ đường tiêu hóa ở bên dưới, các mao mạch ở bên dưới đổ dồn về tĩnh mạch cửa rồi đi về gan. Cho nên các thuốc mà em dùng bằng đường uống á, sau khi mà nó hấp thu vào những cái mao mạch ở ruột chẳng hạn, thì nó cũng đổ dồn về tĩnh mạch cửa và nó phải đi qua gan, và mình xem như gan là cái cửa ngõ đầu tiên mà thuốc đi qua, và thuốc có thể sẽ bị mất mát ở tại gan, đúng không? Rồi ha, nó rất là đặc biệt. Rồi thì có những cái chức năng của gan chia làm thùy phải, thùy trái, rồi chức năng của gan có rất là nhiều vai trò. Đây này, chức năng của gan ha, đây có rất nhiều chức năng ở trong cơ thể của mình. Ví dụ như các bạn thấy này, nó tham gia vào quá trình tổng hợp này, tổng hợp cái gì? Protein rất là quan trọng này, gan tổng hợp protein quan trọng ha. Rồi tham gia vào quá trình chuyển hóa glucid lipid này. Chức năng thứ hai của nó là tạo mật, để mật chứa ở trong cái túi mật, đây chứa ở trong túi mật, và từ đó nó theo cái ống dẫn mật đổ vào tá tá tràng, được không? Rồi ha. Rồi chức năng giải độc, giải độc là bởi vì các thuốc của mình đi qua gan và nó bị chuyển hóa đó, thì nhiều khi nhờ có sự chuyển hóa ở gan từ một cái chất độc có thể trở thành một chất không độc nữa ha. Rồi chức năng dự trữ này, dự trữ những cái vitamin này A, D, E, K, glucose, rồi đây giúp chống vi khuẩn, chức năng nội tiết vân vân. Rồi như vậy mình sơ lược về cấu tạo của gan thì cô nói gan là một cái tạng đặc biệt như cô nói với các bạn lúc nãy đó, nó nhận máu từ hai nơi nha. Rồi nói về định nghĩa về viêm gan thì theo định nghĩa của WHO á, thì là sự tổn thương tại gan với sự có mặt của các tế bào viêm. Thì khi mà bị tổn thương tại các tế bào ở gan có thể là tự khỏi. Bạn biết vì sao tự khỏi không? Bởi vì gan cũng đặc biệt là ở gan nó có cái cơ chế tự tái sinh. Nếu như những cái tổn thương đó nó nhỏ và gan có khả năng tự phục hồi được thì nó sẽ phục hồi được những cái vị trí mà bị tổn thương đó, bị viêm đó. Nhưng nếu như cái viêm đó nó lớn được ha, thì nó có thể tiến triển này, trở thành này,
xơ hóa rồi xơ gan và nguy hiểm nữa là dẫn tới ung thư gan. Thì các bạn thấy cô nói một cái đặc điểm rất là quan trọng của gan đó là khả năng tự tái sinh của nó ha. Bạn biết rằng ví dụ như người mẹ mà sanh ra em bé mà em bé có một cái vấn đề gì đó ở cái lá gan và phải ghép gan từ từ người khác, thì ví dụ như người mẹ cái gan đang hoàn chỉnh như vậy ha, thì người bác sĩ có thể là phẫu thuật cắt khoảng độ 1/3 cái lá gan của người mẹ mang qua ghép cho em bé, và sau khoảng vài tháng thôi, 2 3 tháng thì cái gan của mình có khả năng tự tái sinh và cái gan của người mẹ cũng sẽ trở về trạng thái như ban đầu ở gan. Còn cái phần gan của mẹ ghép cho em bé thì nó cũng có thể bắt đầu hoàn chỉnh về chức năng, nó tiến triển dần, nên cái đặc điểm của cái tế bào gan của mình đó là nó có khả năng tự tái sinh. Các tế bào gan đó nó có thể tự khỏi đi, những cái tổn thương nhỏ có thể tự khỏi, nhưng mà nếu như cái tổn thương đó lớn thì có thể tiến triển thành xơ hóa, sẹo rồi xơ gan và ung thư gan. Rồi về mặt phân loại á, thì người ta có thể phân ra làm ba cái loại viêm gan sau đây. Thứ nhất là viêm gan bùng phát, nghĩa là lúc mà các đột ngột những cái triệu chứng của viêm gan nó diễn biến một cách rất là nhanh, bùng phát diễn biến nhanh ha. Rồi thì cái viêm gan bùng phát này thường hiếm gặp, nhưng mà gặp thì 80% số bệnh nhân mà bị cái viêm gan bùng phát là có thể tử vong trong một cái thời gian rất là ngắn. Rồi cái viêm gan thứ hai là viêm gan cấp, khi mà cái viêm triệu chứng viêm gan nó kéo dài dưới 6 tháng, viêm gan mạn là trên 6 tháng. Rồi nhớ mấy cái chỗ mà tô màu đỏ nha, tô màu đặc biệt khác, tô màu đỏ là những cái chỗ mà lưu ý một chút ha. Rồi nguyên nhân vì sao mà bị viêm gan thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân hàng đầu là do virus. Ngày nay có những cái vaccine phòng ngừa viêm gan, thì các bạn nhớ coi coi mình đã tiêm ngừa chưa ha. Rồi uống rượu nhiều nè. Rồi bạn nào mà thích ăn đồ hộp á thì cũng chú ý một chút nha, trong đồ hộp nó có chứa những cái thành phần có thể gây độc gan đó. Hoặc là các bạn thấy tác dụng phụ của thuốc như paracetamol chẳng hạn, mình học rồi đúng không, dùng liều cao kéo dài trên mấy gram một ngày, còn nhớ không? Nhớ không? Trên 4 gram một ngày có nguy cơ bị hoại tử tế bào gan ha. Đó, tác dụng phụ của thuốc. Rồi một số cái triệu chứng lâm sàng của viêm gan thì các bạn sẽ thấy này, mệt mỏi đau khớp. Rồi nhưng mà cái mệt mỏi đau khớp này thì cũng chưa phải là cái dấu hiệu để cho mình nhận ra đúng không? Nhưng mà cái dấu hiệu mà mình có thể nghi ngờ một người mà có bệnh lý ở gan đó là mình thấy này, đây này, bị vàng da, vàng mắt. Đó. Các bạn nào biết vì sao mà bị viêm gan mà hay có triệu chứng là vàng da, vàng mắt không? Vì sao nó gây ra vàng da? Vàng da là vì sao các bạn, nó liên quan đến cái gì? Cái chất gì mà gây vàng da, vàng mắt? Đúng rồi, ứ động bilirubin. Đúng rồi đó, ha, liên quan đến bilirubin. Khi mà gan mà bị viêm chẳng hạn, bị suy giảm chức năng á, thì giảm cái khả năng liên hợp của nó với lại bilirubin. Rồi giảm cái khả năng mà liên hợp với bilirubin, rồi giảm cái khả năng bài tiết bilirubin vào trong trong mật, cho nên á dẫn đến một cái hệ quả là nồng độ bilirubin ở trong máu nó tăng cao và nó gây ra hiện tượng vàng da. Ha, vàng da, vàng mắt đó, chán ăn, nôn mửa, ngứa, gan lắc to. Lắc to là vì sao? Vì bình thường á các bạn thấy á, khi mà bị xơ gan đi, xơ gan hay viêm gan thì sẽ cản trở cái dòng máu chảy qua gan. Khi mà cản trở dòng máu chảy qua gan thì cái dòng máu nó có thể chảy ngược về lách và làm cho lách bị phình to ra. Rồi lách giữ máu, phình lên rồi nó giữ máu thì nó có thể phá hủy những cái tế bào máu cho đó. Cho nên khi mà bị viêm gan thường là sẽ có triệu chứng là lách to. Và lách to thì dẫn đến máu bị ứ tại lách á, thì nó có thể phá hủy những cái tế bào máu. Lách có thể phá hủy các tế bào máu, cho nên các bạn sẽ thấy có triệu chứng là giảm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ha. Rồi đó, để thấy mấy cái triệu chứng của viêm gan. Nên người nào mà nhìn thấy da dễ vàng bọt là người ta nghi ngờ là có cái bệnh lý gì đó ở gan ha. Rồi, những cái triệu chứng cận lâm sàng. Cận lâm sàng là những cái kết quả xét nghiệm.
Thì em vẫn hay người thấy một số người đi khám sức khỏe về hay nói rằng là bị tăng men gan đúng không? Ừ, chính là hai cái enzyme này này, ALT, AST này tăng. Chắc các bạn học trong sinh hóa các bạn thấy rồi ha. Rồi bilirubin huyết cũng tăng mà ha. Vì gan là nơi tổng hợp ra protein cho nên bị viêm gan, suy gan thì nó sẽ làm giảm tổng hợp ra protein ha, trong đó nó gây giảm tổng hợp albumin này. Được chưa? Thời gian đông máu này kéo dài rồi giảm hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu như vừa nãy cô nói đó, đó là do lắc nó có thể phá hủy các hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu cho nên khi mà xét nghiệm ra thì mình sẽ thấy hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu bị giảm. Nhưng mà cái chỉ số quan trọng để cho mình thấy là một bệnh nhân bị viêm gan chính là men gan là một này, bilirubin này là hai ha. Rồi người ta còn có một số cái xét nghiệm khác như là siêu âm này, siêu âm ha, siêu âm rồi CT, MRI ha, sinh thiết gan vân vân. Rồi huyết thanh chẩn đoán có nghĩa là khi mà người ta có thể là xét nghiệm máu để người ta xét, để người ta kiểm tra những cái kháng thể, bởi vì nếu như mà mình bị viêm gan mà do virus đó thì cơ thể của mình sẽ sản sinh ra các kháng thể được ha, thì người ta có thể kiểm tra những cái kháng thể có ở trong máu để phát hiện ra là cái viêm gan gì. Rồi giờ mình qua cái phần thứ ba triệu chứng, rồi giờ qua biến chứng. Ừ, biến chứng của viêm gan là gì? Thì cô nói với bạn là cái bệnh viêm gan là một cái bệnh diễn tiến âm thầm. Tùy theo ở mỗi cơ địa của mỗi người thì cái diễn tiến đó nó có thể là 5 năm, 10 năm, 15 năm hay là 20 năm tùy. Rồi, thì bạn thấy này, đối với một người mà có cái gan, sở hữu một cái gan bình thường á, thì khi mà đi siêu âm á, bao giờ bác sĩ cũng, nếu mà em để ý, em đọc trong cái phần mô tả của bác sĩ sau khi mà bác sĩ siêu âm cho cái gan của mình là người ta hay dùng những cái cụm từ như là gì? Bề mặt, ví dụ kích thước gan thì đồng đều nè, bề mặt thì láng mịn, trơn bóng đúng không? Người ta sẽ dùng những cái cụm từ đó để người ta mô tả cho cái gan của mình nếu như mình đang sở hữu một cái gan bình thường. Nhưng mà nếu như cái gan của mình có vấn đề gì đó thì khi mà siêu âm đó các bạn sẽ thấy là người ta phát hiện ra cái hiện tượng là xơ hóa ở gan. Xơ hóa là sao? Là cái bề mặt cái gan đó, nó không có còn trơn bóng láng mịn gì nữa, mà các bạn sẽ thấy ở trên cái bề mặt gan nó sẽ xuất hiện những cái nốt sần. Người ta gọi cái nốt sần này hình như là ở bên y khoa người ta gọi là nốt tân sinh. Rồi bạn biết tại sao mà tự nhiên bề mặt của nó đang đang trơn bóng láng mịn như vậy mà bây giờ lại xuất hiện cái nốt sần không? Nốt sần là ở đâu ra? Có bao giờ các bạn đã nghe nói đến cái nốt sần ở trên cái bề mặt của tế bào gan chưa? Vì vừa nãy cô nói với bạn là các tế bào gan nó có khả năng tự tái sinh, đúng không? Thì giờ bạn cứ tưởng tượng là các bạn cứ tưởng tượng là những cái tế bào gan đó, nó bị xơ hóa, tức là nó đã mất đi cái cấu trúc bình thường của nó rồi, nó bị xơ xơ cứng rồi, bề mặt chức năng, bề mặt cấu trúc là nó mất đi cái cấu trúc bình thường, nó bị xơ hóa. Vậy thì những cái tế bào đó mình coi như giống như là tế bào chết vậy đó, được chưa? Thì xung quanh những cái tế bào bị xơ hóa vẫn còn những cái tế bào bình thường. Thì những cái tế bào bình thường nó sẽ cố gắng tái sinh, mà nó có khả năng tự tái sinh, nó cố gắng nó phát triển để bù lại những cái tế bào đã bị xơ hóa. Tuy nhiên khi mà nó cố gắng nó phát triển á, thì các bạn tưởng tượng những tế bào xơ hóa ở xung quanh á, nó giống như cái gọng kìm, nó kìm lại. Cho nên tế bào ở giữa thì đang bình thường, nó cố gắng nó sinh sản, nó bù đắp lại, thì nó sinh sản như vậy, cái nó nổi lên một cái nốt sần, nốt u ở trên cái bề mặt tế bào gan, người ta gọi nó là nốt tân sinh. Cho nên khi mà đi xét nghiệm mà một cái gan mà người ta chẩn đoán là bắt đầu có hiện tượng xơ hóa là bạn sẽ thấy ở trên bề mặt của gan có những cái nốt tân sinh này. Nốt tân sinh này là do, cô nói là do tế bào gan có khả năng tự tái sinh, và khi nó tái sinh nó bù đắp lại những tế bào đã chết thì nó có hiện tượng nổi lên một cái cục như vậy ha. Rồi cái xơ hóa này nếu mà nó vẫn tiếp tục diễn tiến bao nhiêu năm thì tùy tùy vào cơ địa của mỗi người, tùy vào là mình có tiếp xúc với những cái tác nhân gây ra viêm gan nhiều hơn hay không, hay là mình đã kiểm soát được những cái tác nhân đó không con, thì lâu dần nó có thể trở thành xơ gan, là tế bào gan nó bắt đầu mất đi những cái chức năng của nó rồi, được ha. Rồi và xơ gan diễn tiến trở thành ung thư gan.
Thì cô nói là bệnh gan là một cái bệnh diễn tiến phức tạp và mình rất khó chẩn đoán được bệnh nhân của mình đang bị viêm gan ở mức độ nào, bởi vì không có một cái thông số chính xác nào để chẩn đoán. Em thấy hồi mình học dược đại học á, cái bài suy thận á, em thấy chúng ta có cái phần là hiệu chỉnh liều cho đối tượng là bệnh nhân bị suy thận á. Đối với bệnh nhân bị suy thận thì mình có cái công thức rõ ràng để mình hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận. Nhưng đối với bệnh nhân mà bị viêm gan là phức tạp. Cô nói là trong bệnh này nó lồng ghép cái bệnh kia. Cô ví dụ nè, trong viêm gan thì nó có xơ gan trong này, được chưa? Rồi đó, hoặc là trong cái xơ gan thì có hiện tượng gan nhiễm mỡ vân vân, nghĩa là mình không dự đoán được là đang viêm gan ở mức độ nào, cho nên mình không có thông số chính xác nào để chẩn đoán một bệnh nhân bị viêm gan. Chỉ là bây giờ điều trị cho những người viêm gan là mình phải hạn chế tối đa những cái yếu tố nguy cơ làm nặng thêm tình trạng viêm gan, được ha? Đó. Thuốc điều trị thì mình chỉ tăng liều hay giảm liều dựa vào cái diễn biến lâm sàng của bệnh nhân, chứ mình không có công thức cụ thể nào hết. Rồi, đó là nói cho các bạn một chút về cái biến chứng của viêm gan. Thì ở đây các bạn nhớ học cho cô mấy cái giống như mấy cái tập đầu dòng ha. Ví dụ người ta kể cho các bạn biến chứng nào, sau đây là biến chứng của viêm gan. Thì đây, từ viêm gan này dẫn đến xơ gan này. Đó, cô nói với các bạn là trên bề mặt nó có những cái nốt sần ha. Rồi, mấy cái triệu chứng và dấu hiệu lâm sàng của xơ gan thì mình đọc thêm ha. Đây, mình thấy này, bán mụn này, lắc to này, bán bụng này, nặng thì lâm vào tình trạng hôn mê này, được ha. Đọc thêm, rồi dần dần bị suy gan, biến chứng của viêm gan dần dần dẫn đến suy gan đó. Rồi những cái triệu chứng của suy gan đây, đọc thêm. Nhưng mà trong đó nặng là các bạn biết bệnh gì, bệnh não gan đó. Ừ, bệnh não gan là gì không biết còn nhớ không? Liên quan đến nồng độ gì các bạn? Bệnh não gan là liên quan đến nồng độ của amoniac á. Rồi, viêm cầu thận. Ừ, viêm cầu thận. Ở đây yêu cầu là các bạn nhớ cho cô mấy cái gạch đầu dòng, liệt kê được các biến chứng của viêm gan ha. Viêm cầu thận này, cryoglobulin huyết. Rồi, bệnh này là sao? Nhìn nó các bạn đã thấy bệnh này, giờ mình cứ hiểu nôm na là cryoglobin huyết, có nghĩa là nhớ dùng cho cô này là cái sự kết hợp giữa kháng nguyên với kháng thể ở trong cơ thể của các bạn, và ở một cái nhiệt độ thấp thì nó bị kết tủa rồi ha, cryoglobulin huyết. Và các bạn cứ tưởng tượng đây là phức hợp kháng nguyên kháng thể, được chưa, phức hợp miễn dịch thôi, liên quan đến vấn đề miễn dịch và dẫn đến là nó gây ra viêm mạch. Viêm mạch, và các bạn thấy cái hiện tượng này là bị ban mà xuất huyết ở trên da ha, ban xuất huyết ở trên da rồi bị đau khớp, yếu cơ ha, yếu cơ rồi đau khớp. Rồi biến chứng nữa là bệnh não gan. Bệnh não gan mà vừa nãy các bạn còn nhớ là cái nguyên nhân là do gan nó bị suy ha. Ừ, do gan của mình nó bị, khi mà nó bị suy thì nó sẽ giảm chức năng của nó và nó sẽ không chuyển hóa được amoniac. Amoniac được sinh ra ở trong ruột đó, do mấy cái con vi khuẩn ở đường ruột đó, thì bình thường gan nó sẽ loại được cái amoniac này, nhưng mà khi mà gan bị suy nó không có hoạt động được đầy đủ chức năng của nó không loại được amoniac ra, thì dẫn đến nồng độ amoniac nó tăng tăng cao ở trong máu rồi nó sẽ lên trên não ha, và nó tập trung ở trên não gây ra hiện tượng là hôn mê não ha, người ta gọi là bệnh não gan. Rồi tăng áp lực tĩnh mạch cửa, thì các bạn tưởng tượng là gan mà bị xơ đi, bị xơ hay bị viêm thì nó sẽ cản trở cái dòng máu đi về gan, đúng không? Cho nên áp lực ở cái tĩnh mạch cửa này nó tăng lên. Ừ. Rồi một cái bệnh nữa là rối loạn chuyển hóa porphyrin. À, thì các bạn thấy cái biểu hiện của cái rối loạn chuyển hóa porphyrin này là dẫn đến là cái bàn tay này bị sao?
thấy hình nữa, bạn thấy bàn tay khuôn mặt nó bị dịch, bị phồng rộp lên được ha, phồng rộp lên. Đây là một cái biến chứng hiếm gặp của viêm gan, mà đặc biệt là viêm gan C, biến chứng nó hay bị như vậy ha, bàn tay với khuôn mặt phồng rộp lên, rối loạn chuyển hóa của pyrin. Rồi đồng nhiễm virus, đồng nhiễm virus là sao, là khi mà bị viêm gan thì có thể là trong cùng một lúc mình có thể nhiễm không chỉ là virus viêm gan gây ra, ví dụ như các bạn thấy này, không chỉ nhiễm là virus gây ra viêm gan C mà còn bị nhiễm virus gì, virus gì biết không, HIV ha. Đó, trong cùng một lúc khi mà bị viêm gan như vậy nó sẽ làm suy giảm cái miễn dịch đó ha, và cùng một lúc bị nhiễm nhiều loại virus, người ta gọi là đồng nhiễm virus. Rồi như vậy là đó là những cái biến chứng, nhớ bạn mấy cái đầu dòng liệt kê được những cái biến chứng của viêm gan nha. Rồi thì hôm nay chúng ta nói đến cái viêm gan do virus gây ra thì có đến 2, 4, 6 loại viêm gan do virus, ký hiệu bằng các chữ cái A, B, C, D, E, G. Được ha? Các bạn thấy này, HAV, viêm gan do virus. A nè, đó HBV, HCV, mình hay nghe là HB, HC, HA, đúng không? HAV, HBV, HCV. Còn cái loại D, E, G này thì mình thấy hơi lạ lạ, phải không? Ừ, ít nhắc tới. Rồi, điểm qua về mặt dịch tễ học, cái này thì chắc tự đọc. Nhưng mà cô nói với các bạn ở Việt Nam của mình nó tỷ lệ mắc cái bệnh viêm gan A nó cũng cao lắm. Ừ. Theo thống kê về mặt dịch tễ học đó, thì ở Việt Nam của mình sẽ mắc ba cái loại viêm gan này nè, A, B và cô nhớ không lầm thì là E, đây viêm gan E. Nhớ nhé, trong 6 loại viêm gan do virus thì Việt Nam của mình về mặt dịch tễ học. Đó, có thời gian thì mình nhìn lấy cái hình này được ha, thống kê thì thấy rằng là Việt Nam của mình mắc tỷ lệ cao ở Việt Nam mắc 3 loại là A, B và E. Rồi, cái bảng này cũng có nhiều câu hỏi trắc nghiệm hỏi các bạn, dùng bút dạ quang tô vào mấy cái chỗ màu đỏ nha. Chỉ trừ các bạn thấy chỉ trừ có cái thời gian ủ bệnh là không hỏi các bạn thôi, chứ còn ví dụ như đường lây truyền nè, có vaccine để phòng ngừa hay là không nè, đó. Rồi, có cần phải điều trị hay là không nè, đó. Thì các bạn nhớ học cái bảng này dùng cho cô ha. Ví dụ viêm gan A này, cái tỷ lệ mắc cao và cái đường lây truyền của nó là lây truyền qua đường phân miệng. Nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn ăn thức ăn, nước uống á. Ừ. Hoặc là uống chung một cái chai nước với bạn mình chẳng hạn ha. Dùng đũa của mình rồi gắp thức ăn cho người khác vân vân, cũng là có thể lan truyền cái virus viêm gan virus A này, viêm gan A này đó, lây qua đường phân miệng. Ừ. Và cái số lượng người ta thống kê, người ta thấy rằng là cái tỷ lệ virus mà nó có ở trong phân cũng nhiều nha. Rồi, tuy nhiên có vaccine đâu, có ha. Rồi, nhớ cái nào lây qua bằng đường ăn uống, cái nào lây qua bằng đường tình dục này, hoặc là tiêm truyền, lây qua bằng đường máu á. Rồi nhớ học cái bảng nha. Dịch tễ, viêm gan A, viêm gan B, coi về mặt dịch tễ rồi chu trình sống của viêm gan A, viêm gan B. Rồi, thuốc điều trị á, vừa nãy các bạn thấy á, điều trị, quay lại cái bảng một chút, cô nói nè. Viêm gan A gần như là không cần phải điều trị, nó tự giới hạn, không cần phải điều trị ha. Rồi, còn cái viêm gan B á, thì hôm nay chúng ta sẽ học chủ yếu các nhóm thuốc là điều trị viêm gan B, từ ha. Rồi, tập trung vô
Giờ chúng ta sẽ nói đến cái nhóm khớp nha. Cái việc tẩy học thì các bạn tự tập ha. Rồi đến cái khúc đó là được rồi đó. Rồi nè. Điều trị viêm gan B, cái thuốc đầu tiên nhớ dùng cho cô ha. Interferon, ký hiệu bằng chữ INF. Nghe quen không? Quen đúng không? Rồi, thì cô nói interferon này là nó ở đâu ra? Thì nhớ dùng cho cô này, khi mà cơ thể của mình mà bị nhiễm virus á, thì tự bản thân cơ thể của chúng ta nó sẽ sản xuất ra cytokine. Các bạn có đọc trên báo, các bạn thấy cái bệnh nhân khi trong người anh mà đang là bệnh nhân nặng nhất ở nước mình không? Là người ta nói về là vì sao mà ổng bị nặng, là bởi vì ổng bị cơn bão cytokine. Cytokine là một loại protein mà do cơ thể của mình sản xuất ra, được chưa? Vậy là khi mà mình bị nhiễm virus thì đáp ứng mà đầu tiên mà gần như là sớm nhất của cơ thể của mình là cơ thể của mình sẽ sản xuất ra cytokine, được chưa? Và cytokine chính là interferon, nhớ nha. À, và cái interferon này nó có tác dụng gì mà cơ thể của mình lại sản xuất ra nó ra sớm, là nó có tác dụng là chống lại virus, điều chỉnh lại hệ thống miễn dịch, chống lại virus rồi điều chỉnh lại hệ thống miễn dịch ở trong cơ thể và chống lại cái việc tăng sinh của virus nữa. Tuy nhiên là như cái ông phi công người Anh đó, là do cơ thể của ổng hoạt hóa kích hoạt sản xuất quá nhiều cytokine và từ đó cytokine nó lại gây hại lên các tế bào ở trong cơ thể, được ha. Rồi đó, vậy là biết nguồn gốc của interferon là ở đâu ra rồi ha. Thì tùy vào cái tế bào mà sản xuất ra cái interferon ha, thì người ta sẽ phân nó ra làm các loại khác nhau. Rồi các bạn chú ý dùng cho cô có ba loại như thế này ha, ba loại. Thì nhớ nha, cái sự phân loại các interferon này là dựa vào nguồn gốc của các tế bào sản xuất ra nó. Ví dụ bạn nhớ này, đầu tiên là interferon alpha, người ta gọi nó là loại 1, được chưa? Và nguồn gốc của interferon alpha là do bạch cầu sản xuất ra. Rồi đó. Thứ hai là beta, tế bào interferon beta do nguyên bào sợi sản xuất ra. Nguyên bào sợi sản xuất ra nó cũng là loại 1. Và nhớ dùng cho cô, trong ba loại thì interferon beta là loại mà có tác động mạnh nhất. Nhớ ha, đề thi hỏi là interferon loại nào mạnh nhất thì nhớ đến là loại beta. Alpha và beta thì được xếp vào loại 1. Còn interferon gamma, loại này là xếp vào loại 2 và nó do cái tế bào lympho T sản xuất ra. Như vậy là sự phân loại của các interferon này là dựa vào nguồn gốc của các tế bào sinh ra nó. Người ta phân loại có ba loại như vậy. Trong ba loại này, loại mà có tác động mạnh nhất chính là beta. Được chưa? Rồi ha. Nhớ nha, interferon chính là cytokine đó, là một cái đáp ứng mà do cơ thể của mình sản xuất ra cái chất ha, để chống lại sự có mặt khi mà có mặt của virus. Đây, đó, loại 1 này, có alpha, có beta này, interferon gamma là loại 2, thứ 2. Rồi giờ mình coi cái cơ chế tác động của interferon. Thì khi mà nó gắn lên, nó được sản sinh ra xong, cái nó gắn lên tế bào gan. Và nó làm gì ở trên tế bào gan? Rồi nó ức chế sự sao chép của virus, ức chế quá trình nhân lên, quá trình sao chép của virus ha, trên cái tế bào gan mà bị nhiễm á. Rồi tăng tế bào T, tăng tế bào NK. Các bạn có biết tế bào NK là tế bào gì không? Natural killer cell. Bạn nào dò ra được tế bào NK là tế bào gì không? À, rồi, bạn Khánh Huy kêu là tế bào tiêu diệt tự nhiên. Đúng rồi, mình dịch ra là tế bào như vậy đó, tế bào tiêu diệt tự nhiên. Được ha, tế bào giết hay là tế bào giết tự nhiên cũng được. Nó hoạt động giống như là tế bào lympho T vậy đó. Rồi, thì tăng cái lượng tế bào này, tăng đại thực bào để diệt những cái tế bào mà bị nhiễm virus. Rồi thì nó làm sao mà nó ức chế sự sao chép của virus? Thì các bạn thấy nó kích hoạt cái enzyme
Goadenylate synthetase này, cái enzyme này cần thiết cho cái sự tổng hợp ARN cho nên ức chế quá trình sao chép của virus ha, rồi kích hoạt protein kinase để ức chế tổng hợp protein. Thì ở đây nếu mà mình xem thì mình sẽ thấy này, đây này, khi mà interferon nó gắn lên receptor của nó ha, thì đây nó sẽ ức chế quá trình sao chép này, quá trình tổng hợp protein này đó. Rồi, đường dùng thì người ta dùng nó bằng đường tim ha, có thể là tim bắp, tim dưới da, tim tĩnh mạch, hoặc là tim trực tiếp vào cái sang thương luôn, có nghĩa là cái chỗ bị tổn thương được ha. Rồi và chỉ định của interferon thì trong bài viêm gan này các bạn chỉ cần nhớ dùng cho cô là nó trị được viêm gan B và viêm gan C. Rồi, đó, viêm gan B, viêm gan C. Tác dụng phụ của interferon có nhiều cái, mà trong đó có một cái triệu chứng mà muốn các bạn nhớ rất là đặc biệt và gần như bệnh nhân nào mà sử dụng interferon cũng đều có cái triệu chứng này, đó là triệu chứng giống giống cúm, có nghĩa là cũng bị gì, bị ớn lạnh, tăng thân nhiệt, bị sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, người ta gọi là triệu chứng giống cúm. Buổi sáng mình có học một một cái thuốc mà tiêm truyền tĩnh mạch đó, thuốc kháng nóng tiêm truyền tĩnh mạch đó, mà tiêm mà ở cái liều làm tiêm truyền tĩnh mạch đầu tiên bệnh nhân cũng có cái triệu chứng là bị ớn lạnh rồi mệt mỏi rồi sốt á, các bạn còn nhớ không? Buổi sáng chúng ta mới học. Không nhớ hả? Cô nói là thuốc kháng nóng dùng bằng đường tiêm tĩnh mạch có phổ rộng, độc tính ở trên thận. Nhớ thuốc gì không? Cơ chế của nó thì tác động ở trên màng sinh chất. Đúng rồi, amphotericin. À, amphotericin. Rồi, nhớ cái triệu chứng giống cúm này nha. Đó là một cái triệu chứng cũng thường hay xảy ra trên bệnh nhân, có khoảng 30% bệnh nhân dùng interferon có cái triệu chứng này đó, mệt mỏi, nhức đầu này, chóng mặt, đau đầu này, sốt này, rồi ớn lạnh này, thậm chí rét run ha. Rồi da thì viêm da, ban đỏ, rụng rụng lông, rụng tóc, rồi miệng thì chán ăn này, khô miệng, viêm miệng, chán ăn, rối loạn tiêu hóa, có thể đau bụng, tiêu chảy, gì nữa, giảm bạch cầu, tiểu cầu, thiếu máu hai. Rồi một số tác dụng phụ khác nặng hơn của interferon, có thể là gây nhiễm độc gan này, đau khớp cơ đó. Đọc thêm trong đó cái triệu chứng chống cúm là gì, giống cúm là nhớ cho cô nha. Rồi cái khúc này thì nhớ dùng cho cô ở cái chỗ tô màu đỏ. Interferon được sử dụng này, giảm 50% liều khi nào, câu trắc nghiệm có hỏi chưa, trước đây thì bắt học hết cả mấy cái chỗ này nhưng mà thôi giờ cũng lỡ rồi, chịu khó học luôn ha. Ví dụ như đề thi hỏi các bạn là khi nào thì giảm lên 50% liều của interferon, cái điều kiện là gì, điều kiện thì nhớ dùng cho cô này, ngoài cái triệu chứng là buồn nôn thì người ta xét nghiệm ha, người ta xét nghiệm người ta thấy này, giảm bạch cầu hạt dưới bao nhiêu nè, giảm tiểu cầu dưới bao nhiêu ha, ngừng thuốc khi nào, nôn trên 2 lần một ngày, giảm bạch cầu hạt dưới bao nhiêu 500 nè, và giảm tiểu cầu dưới 30 ngàn, thấy không đó. Khi nào ở câu trắc nghiệm sẽ có cái câu hỏi các bạn là khi nào interferon giảm 50% liều khi nào thì ngừng luôn thuốc này đó. Vừa nãy mình đã nói các đường dùng của nó rồi, thì trên thị trường á, interferon người ta sản xuất bằng cái phương pháp tái tổ hợp ADN ha, tái tổ hợp ADN, thì đây là những cái chế phẩm của nó, tham khảo thêm liều các bạn cũng tham khảo. Rồi thuốc tiếp theo mà các bạn học lamivudin, nghe quen quen đúng không? Cơ chế của lamivudin, nhớ học được cơ chế
cạnh tranh với lại ADN polymerase dẫn đến chấm dứt quá trình kéo dài chuỗi ADN của cái con virus gây viêm gan B, con HBV, chấm dứt quá trình kéo dài chuỗi ADN của HBV. Rồi dược động học, nếu như interferon là mình dùng bằng đường tiêm thì bắt đầu qua cái lamivudin này, đây dùng bằng đường uống và sinh khả dụng của nó khoảng từ 80 cho đến 85%. Rồi, tại sao vừa nãy cô nói các bạn là nó quen? Bởi vì nó là một trong những cái thuốc mà người ta sử dụng để điều trị HIV. Bây giờ mình học viêm gan thì mình nhớ thêm cái chỉ định ha, dùng để điều trị HBV mãn tính. Rồi, tác dụng phụ từ cái thuốc này trở đi á, nếu như em để ý em sẽ thấy là tác dụng phụ của các thuốc mà kháng virus đó, nó hay gây ra nhiễm axit lactic này, gan to này. Lát nữa mình sẽ thấy nó có đặc điểm giống giống nhau. Rồi. Đây, lamivudin có một điều lưu ý là nó khi mà dùng cái thuốc này thì cho đáp ứng nhanh hơn là dùng cái interferon. Được ha? Rồi, tuy nhiên nếu như mà mình ngừng lamivudin thì con virus, số lượng của virus đó ha, nó lại tăng trở lại. Đó, tỷ lệ kháng thuốc cao. Rồi, thuốc thứ ba mà các bạn học Adenovir dipivoxin, nhớ cơ chế của nó cũng là ức chế ADN polymerase ha, và ức chế cái enzyme của quá trình sao chép ngược của con virus, cũng hấp thu bằng đường uống nha, thức ăn không ảnh hưởng đến quá trình hấp thu. Cái lamivudin này nè thì người ta không nói gì đến thức ăn ảnh hưởng hay không, tại vì chưa có cái nghiên cứu rõ ràng lắm. Thì các bạn thấy có một câu ghi như thế này nè, đây nè, chưa xác định được thời gian điều trị tối ưu, có nghĩa là có sách thì khuyên là nên uống trong bữa ăn, có sách thì nên khuyên uống là nên cắt cắt bữa ăn, bởi vì người ta chưa xác định, chưa có đủ bằng chứng nghiên cứu để xác định thời gian điều trị tối ưu của cái lamivudin này. Còn với cái thuốc thứ hai này thì các bạn thấy là thức ăn không ảnh hưởng đến hấp thu, có nghĩa là mình uống lúc nào cũng được đó. Không cần uống khi đói hoặc là khi no. Rồi chỉ định cũng điều trị HBV. HBV mà ở những cái người mà kháng lamivudin. Tác dụng phụ cũng rối loạn tiêu hóa, có thể gây tăng men gan, và các bạn thấy này cũng là gì nè, nhiễm axit lactic này, cũng phì đại gan này, thấy không? Vừa nãy mình thấy cái lamivudin cũng có cái tác dụng phụ này, mặc dù hiếm gặp nhưng mà có. Rồi, thuốc thứ thứ mấy rồi các bạn? Thứ mấy rồi? Alo, còn nghe cô nói không vậy? Thuốc thứ mấy rồi? Để nghe cô thuốc thứ mấy rồi? Thuốc thứ tư ha, entocavir, nó là thuốc thứ tư. Rồi cơ chế của nó là ức chế ADN polymerase và cccDNA, không biết các bạn học môn vi sinh ký sinh gì đó các bạn có được nghe nói đến cái này chưa, được nghe nói chưa? Đây này, cccDNA. Rồi giờ thì nhớ đến nó thì nhớ cho cô, nó chỉ nó giống như một cái dạng nhiễm sắc thể mà nhỏ, dạng nhiễm sắc thể nhỏ, nó hoạt động giống như một cái khuôn đó để phiên mã ra những cái gen của cái con virus HBV này, vậy thôi được ha. Thì khi mình dùng cái thuốc entecavir này, nó ức chế cái enzyme ADN polymerase này và ức chế luôn cái khuôn mẫu để mà sao chép gen của con virus đó. Nhớ cái này, nhớ là nó là một cái nhiễm sắc thể giống như là khuôn mẫu để sao chép để phiên mã các gen của HBV. Rồi hấp thu cũng bằng đường uống được khoảng độ 59-60% ha. Đó, nhớ cơ chế tác động mà cái dòng đỏ này là được rồi.
chỉ định cũng dùng để điều trị HPV, kháng lamivudine. Tác dụng phụ cũng là nhiễm axit lactic máu này, cũng gan sưng to này, gan nhiễm mỡ. Rồi, thận trọng khi phối hợp với các thuốc khác vì nó làm tăng hoặc là giảm chức năng ngũ thận, tích lũy thuốc. Rồi thuốc tiếp theo các bạn học là tenbivudin. Tenbivudin cơ chế của nó cũng là ức chế ADN polymerase. Tác dụng của nó thì mạnh hơn adenovir với lại lamivudin. Nhớ cơ chế nha, gần như là mấy cái thuốc này chỉ định là mình đang học thuốc điều trị viêm gan HPV mà, cho nên chỉ định của nó là HPV. Chỉ có cái thuốc lamivudin thì có cái HIV nữa ha. Còn các bạn nhớ chủ yếu là cái cơ chế. Rồi tác dụng phụ này, cũng là nhiễm axit lactic, gan cũng sưng to, gan nhiễm mỡ. Và lưu ý một điều là không phối hợp cái tenbivudin này với lại interferon alpha 2A vì làm tăng độc tính trên thần kinh ngoại biên. Đó. Rồi thuốc tiếp theo là tenofovir. Cái cơ chế của nó cũng tương tương tự giống như là adenovir ha, ức chế ADN polymerase. Rồi, và người ta nhận thấy rằng là nó ức chế HPV tốt hơn là adenovir ha, trên cái con virus HIV đó. Chỉ định nè, dùng để điều trị HPV kháng lamivudin. Tác dụng phụ cũng vậy, nhiễm axit lactic nè, gan sưng to, gan nhiễm mỡ đó, nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ, đau khớp. Rồi quan trọng á là cái bài này các bạn nhớ được tên của tên gọi cơ chế được chưa, rồi tác dụng phụ thì na ná giống nhau ha. Chỉ được cái khác khác là cái interferon lúc nãy cô nói với các bạn thôi, được chưa?